Dylan White cho rằng mình là giải pháp để đấu với Deontay Wilder. Dylan White cho rằng WBC nên biến anh trở thành nhà vô địch chính thức để đấu với Deontay Wilder, thay vì phải chờ đợi Tyson Fury. Hiện tại, Fury là chủ nhân của danh hiệu WBC hạng nặng, trong khi Wilder là nhà vô địch tạm quyền, người sẽ được ưu tiên thách đấu với Fury. Dù thế, mới đây, tay đấm gốc Jamaica đã yêu cầu những người cầm quyền hãy biến anh trở thành nhà vô địch chính thức khi Fury không thể bảo vệ danh hiệu trước Wilder vì dính Covid-19. White nhắc lại rằng trước đây WBC cũng có hành động tương tự khi thay đổi chức danh của Vitaly Klitschko, qua đó cho phép Benjamin Steinbrenner và Chris Areola tranh tay vô địch. Steinbrenner thắng trận, giành được danh hiệu tạm thời bỏ trống, nhưng vào đầu năm 2015, tay đấm này đã đánh mất nó vào tay Wilder, mở ra sự thống trị kéo dài 5 năm của anh ta cơ sắt. Đây là lý do vì sao họ có một nhà vô địch tạm quyền. Khi những tình huống như thế này xảy ra, nhà vô địch thực sự sẽ bị thương, không thể thi đấu hay bất cứ lý do gì khiến bản thân không thể bảo vệ danh hiệu. Lúc đó nhà vô địch tạm quyền sẽ thay thế. Wilder trở thành nhà vô địch lần đầu tiên theo cách đó. Klitschko không thể thượng đài vì phải tranh trước thị trường. Họ biến anh ta trở thành nhà vô địch Emeritus, để rồi Steinbrenner đấu với Areola, sau đó là Wilder. Hãy biến tôi trở thành nhà vô địch chính thức, tôi sẽ so găng cùng Wilder với tư cách là nhà vô địch WBC. Người thắng sẽ đấu với Tyson Fury, rồi người thắng trận sẽ thống nhất danh hiệu cùng Anthony Joshua. Đó là cách giải quyết mọi vấn đề chỉ với một hành động. Dylan White vốn đã chờ đợi trận tranh đai WBC hạng nặng từ lâu, và mặc dù được xếp hạng một trong hơn 1.000 ngày, trải qua hai trận đấu gay cấn với Alexander Povetkin, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội của mình. White khẳng định trên Sky Sports: "Tôi phải là nhà vô địch thế giới, đó là cách duy nhất để Wilder đấu với tôi. Nếu WBC để tôi trở thành nhà vô địch, rồi yêu cầu Wilder tranh đai cùng tôi, chúng tôi có thể so tài." Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Dylan White chỉ muốn đấu một người duy nhất ở trận đấu kế tiếp. Kẻ vô người muốn phục thù Anthony Joshua hơn là chờ đợi để đối đầu với người thắng trong trận Tyson Fury Deontay Wilder 3. Dù Fury và Joshua đã lên lịch so tài vào tháng 8 tại Ả Rập Xê Út, nhưng quyết định từ hội đồng phán xử đã thay đổi tất cả. Giờ đây, vua Gipside sẽ phải tái đấu với Wilder theo như thỏa thuận vào năm trước. Cuộc thượng đài dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tới. Về phần Aussie, nhiều khả năng nhà vô địch 31 tuổi sẽ bảo vệ danh hiệu WBO trước thách thức mang tên Oleksandr Usyk. Tay đấm người Ukraine đã có chiến thắng điểm trước Derek Chisora cách đây 6 tháng và anh đang theo đuổi một danh hiệu thế giới hạng nặng trong suốt 2 năm nay. Dù thế, Joshua vẫn có một sự lựa chọn khác, đó là bỏ trống đai WBO để so tài với một đối thủ mà mình mong muốn. Đó cũng là điều mà White đang hy vọng. Người huấn luyện của võ sĩ gốc Jamaica là Xavier Mueller từng phát biểu trên Instagram cách đây chưa lâu: "Chúng tôi muốn đấu với người thắng trong trận Fury Wilder 3. Nhưng White đã ngay lập tức bình luận phía dưới: "Không, bây giờ tôi muốn Aussie là đối thủ kế tiếp." Kẻ vô người đã giành lại vị trí thách đấu danh hiệu WBC của mình sau chiến thắng trong màn tái đấu với Alexander Povetkin hồi tháng 3. Dù thế, anh không thể đấu với người đang giữ đai vô địch là Fury trong năm nay. Điều này khiến White hướng đến đối thủ cũ của mình tại xứ sở sương mù là Joshua. Thực tế, mặc dù buộc phải so găng cùng Usyk, nhưng mới đây đại diện của Aussie là Eddie Hearn cũng đã cho biết anh sẽ tìm kiếm một giao kèo tốt nhất dành cho võ sĩ của mình. Nếu không đấu với cựu vương đến từ Ukraine, Joshua vẫn có một vài sự lựa chọn khác. Ở nước Mỹ, Andy Ruiz cũng đang rất mong muốn chạm trán lần thứ 3 cùng nhà vô địch WBA, WBO và IBF. Cũng tại xứ sở cờ hoa, King Kong Luis Ortiz là một đối thủ không tồi mà Aussie có thể cân nhắc. Và tất nhiên, ở quê nhà Anh Quốc, White luôn sẵn sàng để phục thù Joshua sau thất bại vào năm 2015 trước ngôi sao đồng hương. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua, Wilder, Mayweather và những điều bạn không biết về quyền Anh.
Boxing hay quyền Anh ngày nay đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất hành tinh và có lượng tín đồ vô cùng đông đảo. Môn thể thao này cũng có những sự thật ẩn chứa đằng sau mà không phải ai cũng biết được. Mỗi võ sĩ thi đấu bao nhiêu năm một trận? Đối với những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, một năm họ thường thi đấu khoảng 4 trận. Sở dĩ như thế vì sau mỗi trận đấu, họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hồi sức, rồi mới quay trở lại tập luyện. Riêng với những tay đấm hạng top như Anthony Joshua, Mayweather, thì mỗi năm chỉ cần thi đấu 1 đến 2 trận là dư sức sống với đống tiền rủng rỉnh trong túi. Một điều thú vị khác nữa là võ sĩ ở hạng cân nặng thì mỗi năm sẽ thi đấu càng ít hơn, bởi lẽ một võ sĩ hạng cân nặng cần có thời gian hồi phục cơ bắp lâu hơn các hạng cân khác. Đó là lý do mà Joshua, Tyson Fury mỗi năm chỉ thi đấu 1 đến 2 trận. Võ sĩ quyền Anh không hề giàu. Theo thống kê, một tay đấm hạng xoàng chỉ có thể kiếm được khoảng 200 đô la cho một trận đấu, tức là khoảng 5 triệu đồng. Như vậy, nếu liều mạng đánh một trận mỗi tháng thì thu nhập cả năm cũng chỉ khoảng 60 triệu đồng. Mức thu nhập này ở Mỹ còn thua cả công nhân vệ sinh và nói chi đến việc chu cấp cho gia đình. Vì thế, các võ sĩ lựa chọn làm thêm các công việc khác. Trong khi đó, thì những võ sĩ quyền Anh hàng đầu, mỗi trận đấu của họ có thể bỏ túi hàng triệu đô. Trung bình, một tay đấm chuyên nghiệp sẽ bỏ túi khoảng 40.000 đô, gần 1 tỷ đồng. Còn những tay đấm như Mayweather, Pacquiao, Joshua, Lomachenko có thể đút túi hơn chục triệu đô cho mỗi trận đấu. Ăn 400 cú đấm mỗi trận. Theo thống kê từ Daily Mail, một tay đấm thường tung ra từ 530 đến 600 cú đấm trong một trận. Cá biệt có những võ sĩ tung ra hơn 1.000 cú đấm. Với tỷ lệ đánh trúng từ 28 đến 40%, tính ra mỗi võ sĩ khi thượng đài sẽ phải hứng chịu từ 200 đến 400 cú đấm vào người. Bơi lội còn nguy hiểm hơn cả boxing. Mặc dù có rất nhiều cái chết xảy ra trên võ đài, những chấn thương, máu me là điều thường xuyên xuất hiện. Nhưng theo một số công bố tại Mỹ, boxing chỉ đứng thứ 11 trong số những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Đây là kết quả được đưa ra dựa trên những phân tích số liệu về ca chấn thương, thương tích và số người chết. Boxing thua những môn thể thao như leo núi, đua xe, bóng bầu dục và cả bơi lội. Tiêu tiền hơn cả công tử Bạc Liêu. Mike Tyson, Evander Holyfield là những tay đấm lừng danh của những năm cuối thế kỷ 20. Cả hai từng kiếm khối tài sản lên đến cả tỷ đô, nhưng do ăn chơi, gái gú, tài sản của cả hai võ sĩ huyền thoại này ngày càng vơi đi đến mức phải phá sản. Cả hai giờ ăn năn hối hận và phải làm lại từ đầu. Giờ Mike Tyson phải chấp nhận tham gia nhiều bộ phim, sâu hài để mua vui, kiếm tiền cho gia đình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.